Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Di Động Triệu Phú TV. Kênh bên mình thì chuyên thanh lý điện thoại chính hãng, điện thoại siêu lướt, giá rất là rẻ. Và hôm nay thì là ngày 30 tháng 9 năm 2023. Và trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì bên mình lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại chính hãng siêu lướt, giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn trưng sản phẩm điện thoại giá rẻ nào bên em thì các bạn phải đăng ký kênh YouTube Triệu Phú TV, bật chuông thông báo. Và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên các bạn nhé. Và sản phẩm đầu tiên trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì bên em lại về được một con máy coi như là iPhone 11 Pro Max. Con này của nhà mình là giá cực kỳ học sinh và sinh viên các bạn nhé. Thì mình sẽ nói sơ qua về cái ngoại hình cái con iPhone 11 Pro Max này của nhà mình. Thì là về ngoại hình con này của nhà mình thì là máy cũng còn khoảng độ là trên 90 một chút các bạn nhé. Đấy, viền phẩy lưng lủng các kiểu cũng rất là ngon các bạn nhé. Con này của nhà mình thì là màu xám này, màu xám lông chuột này, màu này cực kỳ là sạch các bạn nhé. Thì mình sẽ nói sơ qua về cấu hình chi tiết. Con này tại sao mình lại nói coi như là giá cực kỳ học sinh sinh viên. Đi nữa thì mình sẽ review vào máy cho bạn xem là tại sao lại giá học sinh sinh viên các bạn nhé. Về tình trạng iCloud con này thì mình sẽ bao bạn như là reset hay là gì to loại thoải mái, không iPhone lock và không iCloud ẩn nhá. Nên các bạn yên tâm các bạn nhé. Đấy, về iCloud và iPhone lock cực kỳ yên tâm được các bạn nhé. Và thứ hai con này của mình là iPhone 11 Pro Max. Con này của mình là phiên bản của Mỹ các bạn nhá, phiên bản LLA. Con này của nhà mình thì là khách cũng đã thay màn hình linh kiện không xác định một lần các bạn nhé. Đấy, thì là cái dòng iPhone đời mới nó sẽ là báo coi như là các bạn mà thay thế cái gì ấy thì nó sẽ báo coi như là ở đây là sẽ thay màn hình này, khách thay màn hình này, khách có dùng con này kiểu làm bị gì nhỉ, tối ngủ xong nó đè vào ấy, nó bị vỡ màn hình. Đấy, thấy khách bảo thế thì mình không rõ. Đấy, thì là bị vỡ màn hình các bạn nhé. Đấy, tình trạng coi như là đây nó sẽ báo coi như là linh kiện không xác định. Và bộ nhớ trong con này của mình là dung lượng của nó thì là lên tới tận 64GB. Nói chung là các bạn lưu trữ thì cực kỳ ok luôn. Bộ nhớ 64GB thì các bạn lưu trữ thì không bao giờ sợ lo đầy bộ nhớ máy các bạn nhé. Về tình trạng pin con này của nhà mình thì là pin cũng thay, khách cũng đã thay pin mới 100% rồi. Nên là các bạn yên tâm các bạn nhé. Đấy, pin cũng như là cũng đã được thay mới 100% rồi nên các bạn yên tâm luôn. Đấy, chỉ có duy nhất coi như là mỗi thay màn thôi. Nói chung là iPhone thì là nó thật bây giờ là thay pin quá bình thường các bạn nhé. Đấy, chỉ duy nhất pin này bùng. Và con này của nhà mình là Face ID đầy đủ các bạn nhé. Đây thì mình sẽ quét vào các bạn nhé. Đấy, Face ID thì con này tất cả chức năng khác mỗi đầy đủ thôi. Chỉ duy nhất của như là mỗi thay pin thôi các bạn. À, thay pin thì phải thay pin mới 100% này. Và con này là của nhà mình ba màn nhé, thay màn các bạn nhé. Đấy, thì là giá trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì bên em sẽ thanh lý cho bạn giá con này sẽ là gì nhỉ? 7 triệu đồng các bạn nhé. Đấy, phân khúc coi như là 7 triệu đồng. Thì các bạn bây giờ thì các bạn chỉ mua được coi như là iPhone 11 thôi. Mấy XS Max thôi các bạn nhé. XS Max nhiều shop vẫn đang bán với mức giá coi như là đến gần 7 triệu đồng đấy. iPhone 11 thì phải tận hơn 7 triệu thôi các bạn nhé. Nhưng mà các bạn đã mua với 7 triệu đồng thì các bạn đã mua được sản phẩm của những iPhone 11 Pro Max các bạn nhé. Đấy, bạn nào mà học sinh sinh viên mà các bạn mà chưa làm ra được nhiều tiền thì các bạn có phân khúc coi như là 7 triệu đồng thì các bạn mua những con này quá ok các bạn nhé. Còn bình thường máy ngót bây giờ, bình thường mà con 11 Pro Max mà máy zin nguyên bản bây giờ thì cũng rơi vào tầm coi như là 9-10 triệu đồng. Nhưng mà nói thật các bạn là các bạn chưa chắc các bạn đã mua được máy zin các bạn nhé. Đây thì mình sẽ bao cho bạn coi như là main zin này, chỉ duy nhất coi như là mỗi thay màn thay pin thôi, còn đâu là full hết chức năng các bạn nhé. Nên các bạn yên tâm các bạn nhé. Đấy, bao cho bạn mang đi cửa hàng khác check cho thoải mái các bạn nhé. Về cái main bên mình các bạn nhé, phân khúc bên em sẽ thanh lý cho bạn giá coi như là 7 triệu đồng các bạn nhé. Đấy, giá cực kỳ học sinh sinh viên các bạn nhé. iPhone 11 Pro Max giá chỉ 7 triệu đồng cho bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm điện thoại siêu lướt giá rẻ thì các bạn bên mình thì các bạn thể liên hệ trực tiếp bên em qua hai số line là 0966 221 789. Số này thì là bên em sẽ dùng Zalo luôn các bạn nhé. Bạn nào mà ưng sản phẩm nào thì các bạn thể nhắn tin chụp con sản phẩm để qua Zalo bên em là số này các bạn nhé. Và số thứ hai bên em là 0833 221 789. Và địa chỉ cửa hàng bên em là số nhà 72 này, phố Ba Thá này, Viên An, Hòa Lội. Bạn nào mà gần các bạn là trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng bên em để là giao lưu trao đổi mua bán. Và ở xa thì bên mình có ship cô các bạn nhé. Và hình thức ship cô thì các bạn hoan hỉ cọc trước cho bên em 100k, 200k và 300k tùy theo mức giá sản phẩm. Và tất cả sản phẩm bên em bán ra thì là bao test cho bạn như là toàn máy là 10 ngày. Và bảo hành có như là phần cứng là lên tới tận là 6 tháng nên bạn tâm các bạn nhá. Và khi các bạn nhận hàng thì các bạn được kiểm tra hàng rồi các bạn mới phải thanh toán các bạn nhá. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì bên em lại về sản phẩm có như là con này là con mình con Redmi Note 9 các bạn nhé.
ở trong phiên livestream ngày hôm nay thì mình bên mình lại về sản phẩm cũng như là Redmi Note 9, thì mình sẽ nói sơ qua về cái ngoại hình con Redmi Note 9 này của nhà mình. Thì con này của nhà mình thì là mặt lưng của nó chỉ là hơi dính mùn ốp thôi các bạn nhé. Thì việc khách dùng ốp bây giờ nó dính mùn ốp rất là bình thường các bạn nhé. Đấy, con này cũng như của mình cũng ra mắt cũng như được vài năm rồi, nói chung là máy còn giữ gìn như này là cực kỳ ok các bạn nhé. Thì mình sẽ nói sơ qua về cấu hình chi tiết cái con Redmi Note 9 này của nhà mình. Thì cái con này của nhà mình thì là phiên bản của nó thì là RAM 3GB này, bộ nhớ trong con này của nhà mình thì là 64GB bạn nhé. Đấy, RAM 3GB này, bộ nhớ trong 64GB. Màn hình con này của nhà mình thì là màn hình của nó 6.53 inch Full HD cộng. Đấy, pin con này của nhà mình thì là pin hơn 5000 các bạn nhé. Đấy, chứ không phải 5000 luôn mà pin hơn 5000 luôn, 5020mAh. Đấy, và giá cái con Redmi Note 9 này của nhà mình thì là bên mình sẽ thanh lý bạn giá coi như là 1.900.000 đồng. Đấy, bạn nào mà phân khúc coi như có hơn 1 triệu đồng mà 2 triệu đồng các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân thì các bạn mua những con này quá là ngon luôn. Tại vì cái dòng Redmi Note 9 này nó đời đầu, nói chung là dùng cực kỳ bền và cực kỳ là ngon các bạn nhé. Đấy, phân khúc coi như là 1 triệu 9 thì các bạn cân nhắc mua mình em này các bạn nhá. Đấy, và sản phẩm bên mình thì bán ra thì là báo giá và báo chi tiết từng sản phẩm một, thì các bạn thấy ưng sản phẩm nào và thấy cảm giác coi như là giá tiền con máy bên mình hợp lý thì các bạn nhấc máy lên liên hệ trực tiếp bên em đặt hàng các bạn nhá. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì bên em lại về được sản phẩm coi như là con này là con nhìn nó con Redmi 12C các bạn nhé. Đấy, con Redmi 12C, sản phẩm này là sản phẩm đời mới các bạn nhá, của dòng Redmi luôn. Đấy, con này của nhà mình thì ngoại hình cực kỳ to luôn. Con này bạn nào mà cần to mà để chơi game, xem phim, nghe nhạc thì các bạn có thể là cân nhắc mua này, quá là ngon các bạn nhé. Con này là con Redmi 12C, con này của nhà mình thì là màn hình của nó tức là 6.71 inch cơ. Đấy, màn hình cực kỳ to luôn. Màn hình của nó thì 6.71 inch HD cộng luôn các bạn nhé. Tất cả thông số con này của mình thì là bộ nhớ trong là 64GB này. RAM con này của nhà mình thì là tất cả thông số của nó là RAM của nó là RAM 4, bộ nhớ trong 64GB, pin 5000 các bạn nhé. Con này thì là ra mắt 10 năm, nó mới ra mắt thôi, đâm là ngoại hình còn khá là ok luôn. Giá cái con này thì là bên mình sẽ thanh lý cho bạn giá coi như là 1.900.000 đồng các bạn nhé, bằng cái con Redmi 9 các bạn nhé. Đó, 1.900.000 cho bạn nhé, giá cực kỳ hợp lý các bạn nhé. Bạn nào mà sinh viên học sinh thì các bạn cân nhắc mua điện thoại, thay vì các bạn mua mới thì các bạn chọn cho mình con những em siêu lướt này, các bạn tiết kiệm rất là nhiều tiền các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì bên mình lại về sản phẩm cũng như là Galaxy S21 Plus 5G các bạn nhá. Thì là trên tay bên mình đây là sản phẩm có như là Galaxy S21 Plus 5G. Con này của mình là phiên bản màu đa sắc các bạn nhé. Đấy, Galaxy S21 Plus 5G phiên bản màu đa sắc này. Con này thì là bên em sẽ nói sơ qua về cái cấu hình chi tiết con này của nhà mình. Thì cái con này của mình thì là Galaxy S21 Plus 5G. Con này của mình là phiên bản của Mỹ các bạn nhé. Phiên bản của Mỹ thì có chip đời mới là chip 5G. Đấy, chip này có chung là cực kỳ là khỏe các bạn nhé. Phiên bản của Mỹ nó sẽ chạy hai sim hay sóng các bạn nhé. Một, con này của mình là sim trên của nó là sim vật lý, và sim thứ hai là sim eSIM các bạn nhé. Thông tin pin con này của mình thì là pin của nó thì là pin 4.800mAh. Về cái cấu hình con này của mình sẽ là RAM của nó sẽ là RAM 8 này, bộ nhớ trong là 128GB. Con này của mình là chạy chip Snapdragon là 888 5G. Chip này các bạn gánh game mà chạy dụng cực kỳ tuyệt vời. Và cái con này của mình là tốc độ màn hình của nó thì lên tới tận là 120Hz, nhanh như 13 Pro Max và 14 Pro Max các bạn nhé. Và màn hình con này của mình thì trang bị màn hình của nó thì màn hình AMOLED 6.7 inch, độ phân giải của nó thì là Full HD cộng các bạn nhé. Về cái ngoại hình con này của mình thì là máy cũng còn so với máy mới thì con này của mình cũng là 18-10 các bạn nhé. Máy còn khá là ok, rất là đẹp luôn. Màn hình thì trắng sáng đẹp các bạn nhé. Giá thì là bên em sẽ thanh lý cho bạn giá coi như là 6.300.000 đồng cho bạn nhé, Galaxy S21 Plus 5G. Bên em còn một cây đa sắc này vừa về ngày hôm nay xong, giá sẽ là 6.300.000 cho bạn nhé, giá cực kỳ hợp lý cho bạn nhé. Đấy, các bạn mua những con này dùng nói chung là quá là ngon luôn các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì bên em lại về sản phẩm này là sản phẩm có như là Galaxy S21 5G. Con này của mình là đàn em của có như là S21 Plus 5G các bạn nhé. Thì cái con này của mình giá sẽ có như là chênh nhau khoảng độ hơn 1 triệu, gần 2 triệu các bạn nhé. Thì mình sẽ nói sơ qua về cái cấu hình chi tiết cái con Galaxy S21 5G này của mình. Thì là cái con này của mình thì là màu có như là màu tím này,
màu tím các bạn nhé. Đấy, về ngoại hình con này của mình máy còn rất là đẹp các bạn nhé. Đấy ạ. Con này của mình thì ngoại hình máy rất là đẹp luôn. So với máy mới thì con này của mình cũng là 18-10 các bạn nhé. Máy rất là đẹp luôn các bạn nhé. Màu tím này. Thì là cái con này của mình thì là phiên bản của Hàn Quốc các bạn nhé. Đấy, bình thường nó có của Mỹ. Nhưng mà cái con này của mình là phiên bản của Hàn Quốc này, có chip 5G, chip đời mới. Con này là phiên bản Hàn Quốc, nó chỉ chạy một SIM thôi các bạn nhé. Một SIM một sóng các bạn nhé. Về thông tin pin con này của mình thì là pin của nó thì là pin 4000. Về cái cấu hình con này của mình sẽ là trang bị của nó là RAM 8 và bộ nhớ trong con này của mình thì là lên tới tận là 256GB các bạn nhá. Và cái con này của mình là trang bị màn hình của nó thì là màn hình OLED 6.2, độ phân giải của nó thì là Full HD cộng các bạn nhé. Nói chung là bạn nào mà cần nhỏ gọn mà phân khúc, coi như là bạn nào mà thích đút túi nhỏ gọn mà hay ra ngoài đường nhiều, các bạn làm shipper các bạn mua những con này về các bạn chạy đơn hay là chạy ứng dụng, nói chung cực kỳ tuyệt vời luôn. Nói chung là chạy con này quá là khỏe đúng không các bạn nhé. Chạy con bọn này thì quá là khỏe luôn. Thì là giá thì là hôm nay thì là bên mình sẽ thanh lý bạn giá có như là 5.500.000 đồng cho bạn nha. Đấy, Galaxy S21 5G phiên bản chính hãng của Hàn Quốc các bạn nhé. Đấy, giá sẽ là gì nhỉ? Xách tay các bạn nhé. Bọn này sẽ là xách tay chính hãng Hàn Quốc các bạn nhé. Giá sẽ là 5.500.000 các bạn nhé. Đấy, 5.500.000. Đấy, bạn nào cần nhỏ gọn thì các bạn để cân nhắc mua hôm nay các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì bên mình lại về được sản phẩm cũng như là Galaxy Note 20 5G bạn nhé. Thì trong buổi livestream ngày hôm nay thì bên em lại về sản phẩm cũng như là Galaxy Note 20 5G. Con này của mình thì là phiên bản của Hàn Quốc các bạn nhé. Có chip 5G, chip đời mới. Màn hình cực kỳ là to luôn. Màn hình của nó thì là Super AMOLED 6.7 inch. Về cái ngoại hình con này của mình thì là ngoại hình máy còn khá là ok các bạn nhé. Con này của mình thì so với máy mới thì cũng là 18-10 các bạn nhé. Máy còn rất là đẹp các bạn nhé. Màn hình thì cũng là trong sáng rất là đẹp các bạn nhé. Cấu hình cái con này của mình thì là phiên bản của nó sẽ là trang bị phiên bản là RAM 8. Bộ nhớ trong con này của nhà mình thì là lên tới tận là 256GB. Chip Snapdragon là 865 cộng, chip dòng. Chip này các bạn gánh game hay chạy dụng cực kỳ tuyệt vời. Nói chung là phân khúc coi như là 4.800.000 đồng thì các bạn là gì nhỉ? Phân khúc coi như là gì nhỉ? 4.800.000 đồng thì các bạn xúc cho mình em này là quá là ngon các bạn nhé. 4.800.000 đồng thôi. Một chiếc coi như là Galaxy Note 20 5G bên các bạn nhá. Hôm nay thì là bên em sẽ thanh lý bạn giá coi như là 4.800.000 đồng cho bạn nhá. Đấy, 4.800.000 cho bạn nhá. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì bên em lại về sản phẩm này là sản phẩm coi như là gì nhỉ? Galaxy M12 các bạn nhá. Thì là trong buổi livestream ngày hôm nay thì nhà mình lại về một Galaxy M12. Về cái ngoại hình con Galaxy M12 này của nhà mình thì con này của nhà mình ở ngoài cũng còn rất ok luôn. Máy còn trên 90% các bạn nhé. Con này của nhà mình là pin cực kỳ là trâu luôn, pin 6000 các bạn nhé. Đấy, con này của nhà mình thì lấy lên tới tận là pin 6000 này. Galaxy M12. Rồi sao lại pin 5000? Ở đây thì ghi lại thông tin, không biết là con này là M12. M12 thì mà trên web thì nó lại là pin 6000 mà đây thì lại pin 5000. Thôi là mình cứ theo thông tin máy đấy các bạn nhé. Galaxy M12 con này của mình thì là phiên bản chính hãng này của công ty này, hỗ trợ 2 SIM 2 sóng. Thông tin pin con này của mình thì là pin 5000 này. Cấu hình cái con này của mình sẽ là RAM của nó là RAM 4, bộ nhớ trong 64GB. Màn hình của nó thì là 6.5 inch HD cộng, màn hình cực kỳ là to các bạn nhé. Cái con này của nhà mình thì là bên mình sẽ bán cho bạn giá có như là 2.400.000 đồng các bạn nhé. Phân khúc có như là 2.400.000 thì các bạn cũng có thể cân nhắc em này các bạn nhá. 2.400.000 này. Đấy, các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân thì quá là ngon các bạn nhá. Đấy, 2.400.000 cho bạn nhá. M12 các bạn nhá. Này, 2.400.000 cho bạn nhá. Và tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về một sản phẩm có như là Vivo các bạn nhá. Con này là mình là Vivo Y91C. Giới thiệu điện thoại Vivo Y91C. Cấu hình con này của mình sẽ là RAM của nó là RAM 2GB, bộ nhớ trong là 32GB. Giá sẽ là 900.000 đồng cho bạn nhé. Vivo Y91C này, giá sẽ là 900.000 đồng cho bạn nhé. Đấy, bên mình thì mình rất nhiều giá, coi như là từ học sinh đến sinh viên. Các bạn thu nhập thấp, các bạn có thể là thu nhập cao, các bạn có thể là mua được rất là ok các bạn nhé. Giá sẽ là 900.000 đồng. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối livestream ngày hôm nay
thì bên mình lại về được sản phẩm này là sản phẩm cũng như là Galaxy A03s các bạn nhé. Trên tay bên mình đấy, sản phẩm cũng như là Galaxy A03s. Con này của mình là phiên bản là công ty này, hỗ trợ 2 SIM 2 sóng các bạn nhé. Thông tin pin con này của mình là pin 5000, màn hình của nó thì là 6.5 inch. Cấu hình thì con này của mình sẽ là RAM của nó là RAM 4, bộ nhớ trong 64GB, phân khúc coi như là 2 triệu đồng. Thì các bạn có thể cân nhắc mua A03s này các bạn nhé. Các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân thì nói thật các bạn dùng những con này, các bạn dùng đến 5-10 năm nữa các bạn mới phải quay lại coi như là mua tiếp điện thoại bên mình các bạn nhé. Phân khúc coi như là 2 triệu đồng này. Đấy, mẫu điện thoại 2 triệu các bạn nhé, quá là ngon các bạn nhé. Và tiếp theo trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì bên em lại về sản phẩm này là sản phẩm coi như là Oppo A53 các bạn nhé. Con Oppo A53 này của nhà mình thì là phiên bản cũng là gì nhỉ, RAM 4 này. Đấy, RAM 4, bộ nhớ trong là 128GB, màn hình của nó cũng là 6.5 inch, pin 5000. Con này của nhà mình thì là mình sẽ thanh lý cho bạn giá cũng là 2 triệu đồng các bạn nhé. Oppo A53 đấy, các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân làm máy phụ, nói chung là nghe gọi chồng cháy rất ok luôn. Giá thì là bên mình sẽ thanh lý bạn giá coi như là 2 triệu đồng cho bạn nhé. Oppo A53 các bạn nhé. Oppo A53 giá sẽ là 2 triệu cho bạn nhé. Và tiếp theo trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì bên em lại về được mẫu coi như sản phẩm coi như là điện thoại LG này. Đấy, con này của mình là con LG V50. Đấy, hệ thống này giới thiệu điện thoại các bạn nhé. Thì là trên tay bên mình là sản phẩm có như là LG V50 ThinQ 5G. Con này của nhà mình thì là tình trạng con này của nhà mình thì là màn hình đẹp này, không ám ố các bạn nhé. Chỉ duy nhất có như là một đốm này với một sọc xanh lên đây các bạn nhé. Con này của mình là khách kiểu là ngủ nằm tì vào màn hình nhé, nó bị một cái đường chấm đây xong nó bị sọc ở đây các bạn nhé. Đấy, còn lại chức năng thì rất là ngon luôn. Về cái ngoại hình con này của nhà mình rất là đẹp các bạn nhé. Đây, ngoại hình còn rất là đẹp luôn. Các bạn mua về làm có như là máy phụ live stream hay là các bạn hát live stream thì cực kỳ ok. Tại vì cái dòng LG này có jack tai nghe 3.5 này. Đấy, thì là cái chân này nó có hỗ trợ âm thanh 3D, các bạn nghe nhạc cực kỳ là hay các bạn nhé. Đấy, LG V50 ThinQ 5G này. Đấy, chip Snapdragon là 855, RAM của nó thì là RAM 6, bộ nhớ trong là 128GB. Đấy, giá con này của nhà mình sẽ là 1.500.000 đồng các bạn nhé. Đấy, con này thì là bên em coi như là thanh lý giá bỏ màn luôn các bạn nhé. Đấy, thanh lý giá bỏ màn luôn là 1.500.000 đồng. Đấy, thanh lý rẻ như giá bỏ màn luôn các bạn nhé. Đấy, có 1.500.000 đồng các bạn mua về chơi game, chạy ứng dụng Uber, Grab, xem phim, nghe nhạc hoặc các bạn làm máy phụ, những con này dùng quá là ngon các bạn nhé. Đấy, nói chung là 1.500.000 thì các bạn đi giờ đi mua điện thoại là thật các bạn, mua những con máy linh tinh thôi. Còn để nói mà những cái con ngon cấu hình cao như con này các bạn mua cực kỳ hợp lý các bạn nhé. Đấy, thanh lý giá rẻ như giá bỏ màn các bạn nhé. Đấy, có 1.500.000 đồng V50 các bạn nhé. Thì chắc mình cũng phải like thêm một con nữa thôi, tại vì mình hơi ho đâu là mình không like được hết các bạn nhé. 1.500.000 V50 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm có như là V50 ThinQ 5G này thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp bên em đặt hàng các bạn nhé. Và sản phẩm cuối cùng trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì là bên em lại về sản phẩm này là sản phẩm cũng như là Galaxy Note gì nhỉ? Con này của nhà mình là con Note 10 Plus 5, Note 10 Plus 5G các bạn nhé. Đấy, Galaxy Note 10 Plus 5G. Con này của mình là máy màu đa sắc này. Về ngoại hình con này của nhà mình thì là máy cũng còn 18-10 các bạn nhé. Đấy, ngoại hình con này bên em thì là máy cũng còn 18-10 các bạn nhé. Màu đa sắc thì nó mảnh rất là đẹp các bạn nhé. Về màn hình con này của mình thì màn hình của nó thì cũng trắng sáng đẹp các bạn nhé. Thì mình sẽ nói sơ qua về cấu hình chi tiết. Cái con này của nhà mình thì là Galaxy Note 10 Plus 5G. Con này của mình là máy xách tay chính hãng của Hàn Quốc các bạn nhé. Máy này sẽ là mặc định của nó sẽ là được hỗ trợ một SIM một sóng. Bạn nào mà cần lên 2 SIM thì mình sẽ lên 2 SIM cho bạn nhé. Về thông tin pin con này của mình là pin của nó là pin 4K3. Cấu hình con này của mình sẽ là RAM 12, bộ nhớ trong là 256GB. Màn hình của nó thì là 6.8, độ phân giải của nó QHD 2K+. Con này thì là bên em sẽ thanh lý bạn giá có như là 5.800.000 đồng. Nói chung là phân khúc có như là 5.800.000 thì các bạn phải cân nhắc mua em này các bạn nhé. Và đây là sản phẩm cuối cùng trong buổi tối bên em livestream ngày hôm nay. Thì là bên em hơi ho một chút, đâm là bên em không live được lâu hơn. Thì là bên em tạm dừng clip ở đây. Thì là tất cả sản phẩm bên em thì là báo giá hết trực tiếp cho bạn. Thì các bạn thấy những con máy nó hợp lý, vừa túi tiền các bạn, thì các bạn thể liên hệ trực tiếp bên em đặt hàng các bạn nhé. Đấy,
Và bye bye, xin chào đến clip các bạn lần sau các bạn nhá. 5.800.000 là con cuối cùng bên em bên này các bạn nhá. Đấy, và con hợp lý nhất là 11 Pro Max này. Giá sẽ là 7 củ cho bạn nhá, rất là hợp lý luôn, 7 triệu bạn nhá. Đấy, bye bye, xin chào đến clip sau các bạn nhá.